Sao được, cái này đơn giản lắm. Bây giờ mấy cửa kia đều đang mở hay là đang khóa? Bây giờ là 10 giờ sáng và trời nắng rất gắt. Bây giờ tôi đang nhận một kèo đi dò lại chìa khóa cho mấy cái ổ khóa cửa. Vâng, ông em mình giới thiệu đấy. Rồi, đây để em tháo cái này đã. Rồi, ok. Ui, nhanh thế ạ? Vâng. Đi thì nó mới lâu chứ còn làm. Ừ. Ừ. Ok, cái phòng này hay phết nhỉ? Ừ. Phòng tầng ấy. Ok, đây được rồi, để em xuống làm luôn. Một ổ dưới kia nữa đúng không? Rồi, đây với chị chuẩn bị hộp em mấy cái chìa nào chị cần cắt thì mang đây cho em nhé. Rồi, ok. Đây là hai cái ổ khóa. À, một cái nữa. Tháo ra. Ôi cái phòng mà được nhiều, một cái phòng đấy được 3-4 cái giường nhỉ? Ừ, phòng dorm đấy là được 8 người. Wow. Cho 8 giường đấy. Còn lại có 5. Cái này là bạn ấy là đồng hương của em đấy. Dạ. Mấy chục cái nhìn nhiều nó quen. Ừ. Gì ạ? Xong lại cắm vào mở lại. Đúng không ạ? Dạ vâng, đấy. Kích. Vì nó phải có một cái khoảng tường đúng không em? Đúng rồi đó. Cái cửa này nó cũng hơi bị sệ, nó vẫn đang sệ, bây giờ vẫn điều chỉnh nhanh một tí. Sẽ phải khoét vào đây cho chị một chút. Ừ. Thì nó mới khóa được đây. Ừ. Bên đang không khóa được nhá. Ừ. Đúng không? Ừ. Bây giờ để em lấy cái mũi khoét xuống chút. Vâng, đôi đấy chưa? Vâng luôn. Vâng, đôi. Rồi, ok. Đấy, đồ ấy. Ừ, rồi. Rồi. Em. Vâng, đôi chưa? Chị tắt cho em cái điện nhé. Xong rồi để em dọn cái đồ ấy. Cho nước uống. Không phải nước bia. Dạ. Đi về chị ra ngoài. Đi lại còn được cả nước mang về nữa. Xong thì về nhà ăn cơm hả? À, dạ vâng. Ui, về vợ con đang đợi nhà. À, 10 điểm. Em đi đã. Bye bye. Dạ vâng ạ, chào chị. Đi. Bay đó.